Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua chiếc Hyundai N250SL có tải trọng 2,5 tấn, tổng tải trọng nó lên 4,990 tấn. Hiện tại chiếc xe này được đóng theo thùng kính, có chiều dài đến 4,250 m. Thùng được thiết kế với vách ngoài inox 430 dập sóng. Phía trong vách thùng được thiết kế với toilet kẽm với sàn sắt tiêu chuẩn. Hiện tại động cơ này có tên là D4 CB 4 kỳ 4 xi lanh tăng. Hiện tại động cơ có tên là D4 CB 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàm, turbo tăng áp đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Là xe này sử dụng nguồn ga điện. Mình sẽ quay sơ qua cho các bạn về nội thất bên trong chiếc xe.